Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe crossover 5 chỗ ngồi quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Tucson ạ, màu vàng sâm panh quý bạn nhé. Ở Hyundai Tucson nó có những cái phiên bản là phiên bản máy xăng, phiên bản máy dầu. Trong các phiên bản máy xăng hoặc phiên bản máy dầu đều có những cái phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt. Thì ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc xe Hyundai Tucson này đây, ở cái phiên bản máy xăng, bản đặc biệt quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2018 và đăng ký cuối năm 2018. Chiếc xe đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi các bạn nhé. Và chiếc xe này thì thưa với quý vị và các bạn, chúng tôi đang bán với giá chỉ nhỉnh 600 triệu đồng thôi. Tôi đã để giá cụ thể ở ngay tiêu đề của cái video này các bạn nhé. Và chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước là 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản các bạn nhé. Ở cái phiên bản đặc biệt này thì chiếc xe Tucson cũng đã được trang bị rất là nhiều option. Ví dụ quý bạn thấy đây ạ, đèn pha bi xenon này, rửa đèn pha này, đèn led ban ngày này, và đặc biệt là khóa thông minh, bấm tay để mở cửa, và ghế điện, cửa sổ nóc, cửa sổ trời, panorama. Bản đặc biệt này thì đầy đủ hết option rồi các bạn nhé, không thiếu một cái gì nữa. Khác với phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt này đầy đủ rồi các bạn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Tucson 2018 máy xăng bản đặc biệt này, hãy liên hệ ngay theo hotline của Ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ của chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên được kênh Ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì cũng đã được đăng ký là biển thành phố rồi các bạn nhé. Cái biển thì không quan trọng lắm đâu ạ. Biển thì bây giờ là không quan trọng nhá. Khi mua xe cũ bắt đầu từ 15 tháng 8 thì là cái biển là phải trả lại cho chủ cũ rồi. Dù là biển tỉnh hay là biển Hà Nội hay biển thành phố đều phải trả lại cho chủ cũ hết. Chúng ta mua là được bấm biển mới luôn quý vị và các bạn nhé. Và đặc biệt chiếc xe này thì là không phải mất 20 triệu tiền biển đâu các bạn nhé. Sang tên không mất 20 triệu tiền biển các bạn ạ. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Tucson máy xăng sản xuất năm 2018 phiên bản đặc biệt này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản đặc biệt 2018 này quý bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe các bạn ạ. Đây là một chiếc xe màu vàng sâm panh rất là đẹp luôn các bạn nhé. Nhìn về cái phần bên ngoài thì quý bạn thấy đây ạ, rất là đẹp ạ, không có xước xát gì nhiều đâu ạ. Đấy, phần nền. Đây là cái phần nền ở phía bên lái quý bạn nhé. Không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả. Thì các bạn thấy đây ạ, cái phần nền nó rất là căng đẹp như này đây các bạn này. Đấy. Có sơn lại cũng chẳng qua là chỉ do xước xát thôi các bạn ạ. Xước xát thì những chiếc xe mà chạy ở Hà Nội thì không thể tránh khỏi được cái việc xước xát đâu các bạn ạ. Đấy, nhưng mà cái độ mới của nó thì chiếc xe này thì các bạn thấy đây ạ, còn rất là mới nhá. Nước sơn này, nước sơn còn rất là đẹp đây các bạn này. Cái nền các bạn xem, những cái phần nền mà nó có bị đâm đụng hay là bị va chạm rồi ấy, thì là nhìn cái nền nó không bao giờ còn được đẹp như này đâu các bạn này. Đấy. Và xe đã được cái chủ xe lắp thêm cả bậc cửa này rồi các bạn nhé. Bậc cửa này. Và dàn lốp Hankook còn rất mới, rất là đẹp đây các bạn này. Đấy, dàn lốp Hankook còn rất mới, rất là dày các bạn nhé. Tôi sẽ quay một vòng quanh xe cho quý vị và các bạn cùng xem này ạ. Đều rất là mới, rất là đẹp này. Tôi giới thiệu chi tiết này. Đây là cái phần lốp các bạn nhé. Dàn lốp Hankook còn rất là dày này. Bậc cửa mà chủ xe cũng đã trang bị cho chiếc xe Tucson 2018 này. Đấy, dàn lốp Hankook đây, rất là dày luôn các bạn nhé. Và xe cũng đã được trang bị là gương chiếu hậu gập điện. Gương chiếu hậu này là tích hợp xi nhan trên gương này, và là gương chiếu hậu auto các bạn nhé. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa các bạn này. Bấm tay cả bên lái và cả bên phụ luôn này. Đấy, nút bấm tay để mở cửa này. Nhìn về cái phần đầu, phần đằng trước thì các bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị là đèn pha bi xenon, rửa đèn pha này, đèn led ban ngày này, đèn gầm này, đầy đủ này. Toàn bộ từ những cái logo này, mặt ca lăng này, lưới tản nhiệt này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Vì chiếc xe này sản xuất năm 2018, mới lăn bánh tính ra là mới có gần 5 năm thôi các bạn ạ. Từ cuối năm 2018 mà bây giờ là 2023, gần 5 năm rồi các bạn nhé. Đấy, cụm đèn pha bi xenon chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì, cho nên là chiếc xe còn rất đẹp này. Phía bên dưới là rửa đèn pha này. Đấy, option thì không thiếu cái gì nữa, bản đặc biệt rồi cho nên là đầy đủ hết các bạn nhé. Bấm tay để mở cửa này, cả bên phụ đây các bạn này. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé, tay nắm chrome. Phía bên trên thì đã có cả giá nóc và đuôi gió này, rất là đẹp này. Phiên bản này, crossover đầy đủ hết cả rồi các bạn nhé. Và nó khác với những cái phiên bản tiêu chuẩn thì ở chiếc xe này, ở cái phiên bản đặc biệt này là nó có cốp điện này. Quá thông minh đây. Cốp điện chúng ta có thể bấm tại cốp hoặc đi ra cạnh cốp, nếu mà có chìa khóa trong người đi ra đứng đằng sau xe thôi. 3 giây là tự động mở cốp. Bây giờ tôi có thể bấm này cho quý bạn xem nhé. Đấy, mở cốp bằng điện này. Đóng lại này. Đấy, cốp điện rồi quý bạn nhé. Và nhìn ở cái phần đằng sau thì các bạn thấy đây ạ, xe cũng đã được trang bị này, từ đèn phanh trên cao này. Đấy, cho đến cụm đèn hậu này, cũng là đèn led này. Và chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là cái cụm đèn còn rất là đẹp luôn, chưa có bị xước sát hay là nứt vỡ tí nào các bạn nhé. Còn rất là đẹp này, logo rất là sáng. Đấy, logo này, chữ này đều rất là sáng này. Phía bên dưới thì nhìn thấy quý bạn thấy đấy, xe cũng đã được trang bị sẵn là camera lùi nguyên bản theo xe này. Camera lùi nguyên bản theo xe và cảm biến lùi. Đấy, cảm biến lùi những chiếc xe này là đã được trang bị sẵn cảm biến lùi rồi các bạn nhé. Không phải lắp thêm đâu, đã có nguyên bản và sẵn rồi. Cảm biến lùi đây. Đấy, cảm biến lùi này. Đầy đủ hết cả option rồi. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố dành cho chiếc xe Hyundai Tucson 2018 phiên bản máy xăng đấy ạ. Không biết quý vị và các bạn có nhìn rõ không ạ? Bởi vì là nó ánh nắng buổi trưa này, nó ánh nắng là nhìn trên kính này hơi khó nhìn tí, nhưng tôi đọc cho quý vị và các bạn xem đây nhá. Chỉ 7,6 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Đấy, nếu như chạy trong đô thị là 10,58 lít này. Nếu như chạy ở ngoài đô thị có 5,8 lít cho 100 km quãng đường kết hợp thôi. Đây là tất nhiên là nhà sản xuất công bố. Đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu này, nhưng ở cái mức tương đối đây nha. Chúng ta có thể chạy nó thực tế nó nhiều hơn một chút, tại vì nó còn liên quan đến người chạy hoặc là quãng đường mình chạy, đường nó có đẹp hay không nữa. Đấy. Và động cơ này, động cơ 2.0 và động cơ bây giờ là động cơ thông minh các bạn nhá, cho nên là rất tiết kiệm nhiên liệu. Chứ nhiều người lại cứ nghĩ là máy xăng thì nó sẽ rất là tốn xăng. Đấy, nhưng mà máy xăng thực tế bây giờ là động cơ mới rồi, cho nên là nó cũng rất tiết kiệm nhiên liệu các bạn ạ. Đấy, cho nên các bạn có thể yên tâm luôn về cái phần nhiên liệu nhé. Ưu điểm của những chiếc xe máy xăng là nổ rất là êm và không có mùi. Còn máy dầu thì nó sẽ tiết kiệm được nhiên liệu hơn một chút, nhưng nó lại có nhược điểm là mùi rất là hôi. Về phần ngoại thất thì rất là ok rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần keo chỉ của chiếc xe nhé. Bấm khóa thông minh để mở cửa này. Đấy, tôi sẽ mở cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Toàn bộ từ keo chỉ này. Đấy, keo chỉ cánh cửa là còn nguyên bản các bạn nhé. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản này. Táp bi cánh cửa đây, thưa với quý vị và các bạn, rất là mới nhé. Chạy nhiều hay chạy ít, dùng nhiều hay dùng ít thì các bạn phải xem toàn bộ về những cái phần này, nó có mòn hay không. Đấy, nhiều người là chạy nhiều là nó mòn mất hết cả những chữ này đi rồi cơ. Đấy, những chiếc xe này còn rất mới này và rất là sắc nét. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, toàn bộ từ vô lăng, cần số này đều rất là đẹp các bạn nhé. Ghế da, bộ ghế da cao cấp nguyên bản của xe này còn nguyên này. Đấy, và ghế điện này chưa có bị xước sát hay chưa có bị rách riết gì đâu nha. Da này là còn nguyên bản đấy các bạn nhé. Ghế điện rồi này. Và chủ xe cũng đã lót sàn 5D, cho nên là chiếc xe này đều rất là đẹp này. Toàn bộ ở cái bản đặc biệt này thì xe cũng đã có cửa nóc này, cửa sổ trời panorama đến tận đằng sau cơ. Đấy. Toàn bộ những cái ốc bản lề cánh cửa là còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Đấy. Ốc bản lề cánh cửa là còn nguyên này, chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu ạ. Chúng tôi cam kết là còn nguyên bản đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem. Cũng toàn bộ là keo chỉ là còn nguyên zin hết này. Đấy, keo chỉ nguyên zin, không có bị đâm đụng hay là va chạm gì cả này. Tabi rất là mới, rất là đẹp luôn này. Đấy, nhìn về cái nội thất đằng sau này cũng rất là đẹp này, bộ ghế da nguyên bản của xe. Đấy, bộ ghế da nguyên bản này. Cửa sổ trời panorama đến tận đằng sau, nhìn rất là rộng và thoáng các bạn nhé. Đấy, ngồi trên xe này rất là thích luôn với cái cửa sổ trời panorama này. Đấy, và ghế này rất là mới, nội thất rất mới luôn các bạn nhé. Toàn bộ từ những cái phần nỉ trần đấy, cho đến những cái phần ghế da đều rất là mới và rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Ở cái phiên bản crossover 5 chỗ ngồi này thì đằng sau rất là rộng các bạn ạ, ngồi đằng sau thoải mái lắm luôn đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option bên trong của chiếc xe Hyundai Tucson 2018 này. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này, đèn nổ tắt tốt này. Đấy, tôi bật điện lên cho quý bạn cùng xem. Đấy, tôi cho nhỏ volume đi để cùng giới thiệu cho quý vị và các bạn nhé. Đấy, màn hình đồng hồ đây, đồng hồ công tơ mét đây các bạn nhé. Đấy, vô lăng. Đấy, vô lăng tích hợp rất nhiều các phím điều khiển này, từ volume, điện thoại rảnh tay này, cruise control, kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động đấy ạ. Và vô lăng bọc da đây các bạn nhé, chạy nhiều hay chạy ít thì các bạn phải xem cả ở cái vô lăng này. Vô lăng cần số này, phanh tay thì đã được là phanh tay điện tử rồi các bạn nhé, auto hold tức là tự động rồi này. Đấy, phanh tay điện tử auto hold này, điều hòa tự động này, điều hòa tự động hai vùng độc lập này. Phía bên trên này là màn hình, và cái màn hình này nó kết nối cả Apple CarPlay nhé, Android Auto, Apple CarPlay đều có hết luôn các bạn này. Giải trí thông minh, đa phương tiện rồi các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp, đẹp từ táp lô, vô lăng, táp lô, táp bi, vô lăng đây, táp bi đây, đều rất đẹp này. Tất cả những cái phần nhựa này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, toàn bộ những cái phần công tắc cửa nóc này, những cái phần nhựa này còn nguyên bản và còn rất là đẹp đây các bạn này. Và cửa nóc thì cửa sổ panorama ngồi tận ở đằng sau này các bạn thấy đây ạ. Đấy, đều rất là thoáng xe các bạn nhé. Toàn bộ những cái phần nỉ trần này, đấy, đều rất là đẹp đây các bạn này. Đấy, những chiếc xe này ở cái phân khúc tiền tỷ cho nên là gần như chủ xe nào đi cũng rất là giữ gìn các bạn ạ, cho nên là nó còn mới còn đẹp như này đấy ạ. Và tạm thời thì tôi lại tắt cái điện đi, tôi ra ngoài tôi giới thiệu tiếp cho quý vị và các bạn những cái phần còn lại của chiếc xe các bạn nhé. Bây giờ thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem. Ở cái phân khúc crossover 5 chỗ ngồi thì chiếc xe Hyundai Tucson này có cái cốp cũng tương đối là rộng đấy các bạn này. Đấy. Đầu tiên thì tôi vẫn cho quý vị và các bạn xem về những cái phần ốc cốp này. Ốc cốp là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé, chưa có dấu vết tháo đâu ạ, chứng tỏ là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Từ ốc cốp còn nguyên này, keo chỉ này. Đấy, keo chỉ còn nguyên này. Tôi cho quý vị và các bạn xem hết. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này không có bị đâm đụng hay là không có bị va chạm gì đâu các bạn nhé. Và điều đặc biệt ở cái cốp này thì chiếc xe này thì các bạn nhìn qua đây là thấy được luôn đấy ạ. Chủ xe rất là cẩn thận này, đã lót sàn 5D và phun cả cốp luôn các bạn nhé, cho nên là rất là sạch. Đấy, rất là đẹp rồi các bạn nhé. Và chắn đồ của cốp này, còn nguyên chắn đồ cốp đây. Đấy, còn nguyên cái chắn đồ của cốp đây các bạn nhé. Và trần các bạn xem này, rất là sạch. Đấy, cửa sổ panorama mở đến tận đằng sau luôn. Đấy, rất là thoáng các bạn nhé. Cốp thì các bạn xem đây, chủ xe rất là cẩn thận bọc cả 5D này, phía bên dưới này còn một lớp da nữa này, rồi mới đến lớp nỉ của xe. Và lốp sơ cua đây thưa quý bạn này. Đấy, lốp sơ cua còn rất mới các bạn nhé. Lốp sơ cua còn rất mới luôn đấy ạ. Đấy, lốp sơ cua này, kích cũng còn mới nguyên này. Cái lốp này thì gần như là chưa dùng mấy đâu các bạn ạ. lốp chưa dùng mấy cho nên là còn mới luôn các bạn nhé. Đấy, cái lốp siêu cua còn rất mới này. Đấy, và bây giờ thì tôi lại đóng cốp lại. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Cánh cửa phía sau bên phụ đây ạ. Toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa này, ốc bản lề cánh cửa này. Đó, ốc bản lề cánh cửa các bạn thấy đấy ạ, còn rất là mới này. Keo chỉ cánh cửa thì còn nguyên luôn rồi, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Toàn bộ từ táp bi cho đến ghế đều rất là mới luôn này. Đấy, rất mới luôn các bạn nhé. Đấy, từ trên xuống dưới này đều rất là mới, rất là đẹp rồi các bạn ạ. Đấy, phải nói là chủ xe rất là giữ gìn cho nên là đằng sau này, đằng trước, đằng sau đều rất mới, rất là đẹp các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ, cũng là bấm tay để mở cửa. Đấy, toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa, táp bi cánh cửa này, ốc bản lề cánh cửa là còn nguyên. Đấy, còn nguyên bản hết này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả luôn các bạn nhé. Mới luôn từ táp bi cho đến táp lô. Đấy, toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô đều rất là mới, rất là đẹp này. Ghế bên phụ cũng là ghế chỉnh điện rồi các bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên đây, còn rất là mới này. Đấy, nội thất rất là đẹp luôn các bạn ạ. Một chiếc xe 2018 mà còn mới, còn đẹp như này đây các bạn này. Quý bạn xem lại một lần nữa này, từ cần số này, vô lăng này, đấy đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất của chiếc xe rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe. Trước tiên thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem về cái phần ốc cabo. Đây, thưa với quý vị và các bạn, ốc cabo còn nguyên bản, chưa có vết tháo các bạn nhé. Đấy, đến keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản này. Đấy, còn nguyên bản hết nhá, và rất là đẹp này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Tất cả những cái keo này còn nguyên này. Tem của logo này, logo của cabo này còn là nguyên này. Đấy, còn nguyên bản hết luôn. Đấy, ốc này chưa có một con ốc nào bị tháo đâu các bạn nha. Ốc còn nguyên bản hết này. Đấy, đến ốc tai. Đấy, còn nguyên bản hết này. Và ốc chân máy này, ốc chân máy, ốc mặt máy đây, thưa với quý vị và các bạn, còn nguyên bản hết luôn các bạn nha. Đấy, chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là động cơ còn nguyên bản. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Tucson 2018 phiên bản đặc biệt này là một cái khối động cơ xăng DOHC 2.0 lít các bạn nhé. Đấy, động cơ 2.0 lít kết hợp với hộp số tự động. Đấy, và ở cái động cơ này chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn là nó còn nguyên bản và còn rất là đẹp đấy ạ. Động cơ này thì chúng tôi cũng mới dọn qua đi thôi các bạn ạ. Đấy, mới dọn qua đi chứ chúng tôi cũng không có lau dọn kỹ lắm đâu ạ. Nhưng nó còn nguyên bản này. Nguyên bản từng con ốc này, ốc rồi chân máy này còn nguyên. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Động cơ rất là sáng này. Điều này chúng ta thấy được là chủ xe chạy ít và hay chạy ở những cung đường ngắn cho nên là cái động cơ này nó mới sáng, nó mới như này. Nếu như chạy nhiều hoặc là chạy ở những cái cung đường dài thì động cơ nó sẽ bị xỉn. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và còn nguyên bản hết này. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Tucson 2018 này. Chắc chắn là quý vị các bạn, một số quý bạn muốn xem về cái phần gầm thì đây, tôi sẽ giới thiệu đến cái phần gầm đây. Tôi sẽ cố gắng quay về cái phần gầm cho quý vị cùng xem nhé. Đấy. Chiếc xe này thì gầm nó hơi thấp một chút cho nên là tôi sẽ cố gắng quay sát lại cái phần gầm cho quý bạn cùng xem này. Đấy, nhìn về cái đuôi bô này là chúng ta biết được luôn là Chiếc xe này còn rất đẹp này, phần gầm này. Đấy, phần gầm rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, đuôi bô này, chưa có bị rỉ gì đâu đúng các bạn nhé, còn rất sáng này. Đấy, tất cả là còn nguyên bản và còn rất đẹp luôn các bạn này. Đấy, đây là những cái phần gầm tôi muốn giới thiệu đến quý bạn nhé, còn nguyên bản hết luôn đấy các bạn nhé. Đấy, riêng ở cái phần đằng trước này thì nó hơi kín, nó có cái tấm nhựa che rồi cho nên là không nhìn rõ ở cái phần động cơ đâu các bạn ạ. Đấy, tôi cũng đã cố gắng quay được phần nào ở cái phần gầm cho quý bạn rồi. Đấy, một chiếc xe Hyundai Tucson máy xăng ở phiên bản đặc biệt 2018 quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Tucson 2018 bản đặc biệt này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của Ô tô 360. Chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh Ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.